Xin chào mọi người, chúc mọi người đang xem clip này một ngày mới tốt lành. Theo yêu cầu của nhiều bạn thì hôm nay mình sẽ thử chơi tiệc trò chơi xem là mình có thể vượt qua được bao nhiêu vòng nhé. Như mọi người thấy thì vòng đầu tiên mình phải vượt qua là cây cầu kính. Giờ mình sẽ đợi cho mọi người đi trước rồi mình theo sau nhé. Mình không phải chuyên về tiệc trò chơi nên cứ gặp cây cầu kính này thì mình xin nhường hạng nhất. Nhiều bạn ở kênh mình cũng rất hay chơi tiệc trò chơi và mình thấy chơi cũng rất hay luôn. Nếu bạn nào muốn giao lưu riêng tiệc trò chơi với mình thì để lại bình luận dưới clip nhé. Mình sẽ kết bạn giao lưu cùng. Đối với cây cầu kính này nếu có người đi trước mở đường thì quá là dễ dàng vượt qua rồi. Vòng này phải cảm ơn những bạn đi trước hy sinh để cho mọi người theo sau đi tiếp. Còn 15 người nữa sống sót thôi, mọi người cố gắng lên nào. Tôi xong không biết nhảy bên nào luôn. Bạn đội nón hồng có vẻ nhảy hay, chắc là cũng có nhiều kinh nghiệm ở vòng cầu kính này nhiều rồi. Nhảy quá hay luôn mọi người. What? Bạn này chơi xấu mình rồi. Thấy mình sắp nhảy qua lấy hạng một liền xô té mình. Mọi người để ý xem, sau khi xô té mình xong nhường hạng một cho bạn kia. Chắc là bạn bè chơi chung với nhau. Cay thật sự mọi người ạ. Thôi chắc mình dừng clip tại đây nha, hẹn mọi người ở những clip tiếp theo.